À, đây là ông chủ nuôi yến ở miền Tây, đang lái ô tô lên nè cả nhà. Đang lái ô tô lên là để là ngày hôm nay chính thức đến văn phòng anh em kết nối yêu thương nha quý vị. Dạ em Phúc, em Nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào anh. Anh chào Phúc với Nghĩa, chương trình kết nối yêu thương. Dạ em đại diện anh em chương trình kết nối yêu thương cảm ơn anh ngày hôm nay đến với chương trình bên anh em. Dạ em mời anh giới thiệu giùm em anh tên gì và từ đâu đến, năm nay anh được mấy mươi để gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp em ạ. Em mời anh. Anh tên Tăng, sinh năm 1966, chỗ của anh là hiện ngụ của anh là ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Là năm nay mình 58 tuổi anh ha. Ừ. Dạ. Anh em mời anh giới thiệu thêm giùm em về tình trạng hôn nhân gia đình của mình giúp em. Bà xã anh thì mất năm nay cỡ khoảng 10 năm. Dạ, bà xã anh mất khoảng 10 năm rồi. Anh được 3 thằng trai. Dạ. Con lớn thì năm nay 29 tuổi. Dạ. Còn con kế thì 27 tuổi. Còn thằng Út thì năm nay 13 tuổi, đang học lớp 7. Dạ. Còn hai thằng con lớn thì có thằng lớn thì thứ hai thì có vợ. Dạ. Rồi có được hai đứa cháu nội đứa tôn. Dạ. Còn thứ ba thì cũng có vợ rồi, được đứa cháu nội gái. Gia đình thì hai con dâu thì dâu Thảo. Dạ. Em cảm ơn anh vừa chia sẻ giới thiệu về tình trạng hôn nhân gia đình của mình. Em thưa đến anh, khi mà hai anh em mình trò chuyện đó anh Tăng, anh chia sẻ bày tỏ bản thân, sau khi mà quý chị xem qua chương trình đó, quý chị mới ghi nhận lại thông tin nguyện vọng của anh để quý chị liên lạc về chương trình. Chính vì vậy em muốn mời anh giới thiệu giùm em để cho quý chị ghi nhận thông tin của mình ngày hôm nay bày tỏ bản thân anh Tăng ha. Chỗ của anh thì bà xã mất năm nay cả 10 năm rồi đó. Thì thời gian qua cũng có tìm hiểu vòng vòng, mà nói chung ra thì không đúc đối tượng, không đi vào chiều sâu, không đi vào cái thực tế. Dạ. Thì anh biết chương trình chỗ Phúc Chí Nghĩa, anh đến anh thấy hay, anh tham gia những cái chương trình này là cái ý nghĩa và cái thực tế. Dạ. Thì xin nói với cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, ví dụ cái hoàn cảnh của ai thì cũng tùy theo một cái gia đình, một cái hoàn cảnh, chứ không ai muốn như chỗ bản thân tôi mà phải học mắc vợ để đi tìm một cái mảnh ghép khác. Thì mong rằng cộng đồng mạng nếu có xem chương trình này thì cũng có gì thì cũng bình luận để chúc mừng cho chỗ Tăng. Anh thiếu đi tình thương. Anh chỉ càng không cần thiết người đó, mình chọn người không phải là giàu hay là hoặc là nghèo gì hết, mình sẽ chọn cái người mà mình hợp ý với nhau thì mình sống phản đời mình còn lại. Chủ yếu là sống trên đời có cái nghĩa và cái tình, chứ còn cái giàu hay nghèo gì đó thì cái đồng tiền thì có lắm khi nay không có thì ngày mai mình có, tại vì mình chịu làm thì nó sẽ được. Dạ. Còn cái bản thân cái đạo đức mình tốt thì trời sẽ đại. Dạ. Anh Tăng giới thiệu thêm giùm em anh Tăng, hiện tại công việc làm mình á. Ở gia đình anh thì anh làm ruộng rồi nuôi yến, cũng kinh doanh thêm một cái số một phần tự do khác. Dạ. Vậy là ở dưới quê là mình vừa làm nông rồi mình nuôi yến tại nhà đúng không anh? Nuôi yến tại nhà. Dạ, nuôi chim yến đó anh. Nuôi yến lấy tổ em. Mình nuôi yến vậy là đông nhân công không anh? Không, nói chung ra là cái nuôi yến không có cần phải nhân công, mình bỏ tiền ra mình xây cái nhà tỷ ví dụ lớn nhỏ. Dạ. Tùy theo cái túi tiền. Dạ. Rồi cỡ chừng một năm sau thì yến nó vô nó làm tổ á. Dạ. Rồi mình hàng tháng mình lấy tổ đó để mình bán thôi. Dạ.
À, có nghĩa là giống như là mình đầu tư vốn, là ví dụ mình xây cái nhà tổ yến đó, rồi máy móc thiết bị, rồi sau đó khi mà yến về là hàng tháng mình quy hoạch, mình lấy tổ lên bán. Đúng. Thường thường yến là mà họ bán lạng, bán ký gì không anh? Cái đó mình bán yến thô thì bán ký hiện nay có khoảng 14, 15 triệu ký. À, cái đó là mình bán thô. Tất nhiên mình gỡ chưa tổ, làm đó, mình chưa làm gỡ tổ xuống thì mình bán cho lái người ta, rồi về người ta nhổ lông rồi kia, ta vệ sinh, người ta chế biến gì đó thì kệ. Nói chung là cái việc mà nuôi yến thì em thấy cái thu nhập nói chung cũng tạm ổn hết nè, chắc thu nhập cao. Nói chung ra mà tại vì cái đầu tư nó cũng hơi lớn mà cái hậu dẫn là nó về sau lâu ví dài. Ví dụ như lâu dài cái năm đầu mình không được mình thu ít. Dạ. Thì dần dần nó về đông, nó để đông được nhiều tổ thì hàng tháng mình có thu nhập hoài, cũng như mình công viên chức là lãnh lương nhà nước vậy thôi. Dạ. Nó khỏe hơn cái tiền mình cho lãi ngân hàng đâu này kia. Dạ. Nói chung là giảm bị gối con. Dạ, nói chung là khi mà mình mới thì yến về ít, từ cái nó về nó nhiều hơn anh ha. Hệ số nhân mà. Thường thường là nuôi khoảng năm thứ mấy là yến mới về nhiều anh? Chừng năm thứ hai à, năm thứ hai thì đủ rồi, thì mình lúc này thì mình lấy từ thằng kia mình xây thêm nhà cho nó, từ bên kia nó đi qua bên đây. À, có nghĩa là cái gì là mình nhân rộng xây thêm. Em hiểu rồi, có nghĩa là mình nuôi đầu tiên là mình làm ví dụ là một cơ sở đi, một cái chỗ nuôi yến. Khi mà mình có cái doanh thu rồi bắt đầu mình xây tiếp cái tiếp theo nữa. Dạ em hiểu rồi. Cũng như là mình đầu tư dài hạn anh ha. Dạ. Để về sau này mình lớn tuổi thì mình cứ hàng tháng mình có thu nhập hoài. Rồi khi mà mình trở về lớn tuổi nữa thì đời cháu mình, đời con mình nó hưởng, tại mình làm kiên cố mà. Dạ. Nhưng mà em thấy cái việc mà nuôi yến á, bạn em cũng nuôi đầu tư vốn nặng lắm, tiền tỷ tỷ à, chứ không phải nhẹ đâu. Thì cái chỗ của anh tỷ mấy, gần 2 tỷ cái. Dạ. Tại vì phải xây nguyên một cái nhà, rồi thiết bị, máy móc, rồi ở trong mình phải lắp gỗ bằng giáp gỗ hương, không chứ đâu phải giáp. Dạ. Lúc làm như là mình mới bắt đầu mình làm nhà yến đó anh, là làm như là phải mua những cái phân yến đem về để gãi trong không, nhà hả anh? Không có, khỏi. Tại hiện nay nó có cái xử lý thuốc sạch đồ này kia đó. Dạ. Chứ không cần. Giờ hiện đại hơn trước anh ha. Tại cái vài cái kỹ thuật đó, cái chuyên môn của ta thì ta làm sẵn cho mình. Dạ. Mình không cần thiết. Em cũng xin thưa với anh Tăng thêm là cái gì, cái điều kiện và công việc làm của anh và nhà cửa gì đó, hiện nay thì mình cũng có công việc làm rất là ổn định như là nuôi yến. Rồi sau khi mà chia sẻ chương trình ngày hôm nay mà anh em mình ghi hình đó anh, quý chị xem qua chương trình cũng có một phần quý chị đó cảm thấy những cái tâm tư nguyện vọng của anh Tăng chia sẻ, thì quý chị thấy đồng cảm đó. Nhưng mà đôi khi cái điều kiện của quý chị e ngại là không có sợ, quý chị sợ là nói về một cái vấn đề là không có được điều kiện, rồi e ngại không được như anh đó. Đây em đặt câu giả thiết nha, rồi sợ quý chị e ngại đó, anh Tăng cái nguyện vọng mình ngày hôm nay đến với chương trình, mình tìm một nửa yêu thương đó, mình tìm một chị nào đó là cái điều kiện tương xứng như mình, hay là điều kiện như thế nào anh có thể chia sẻ để khi quý chị xem qua chương trình quý chị nắm được tâm tư nguyện vọng của anh em mời anh. Cái đó là anh có nói lúc đầu tiên đó, anh chỉ sống là thích bằng một cái tình, bằng cái nghĩa, cái đạo đức thôi, chứ về cái tiền bạc, cái vật chất anh không quan trọng. Rồi em hiểu rồi. Có nghĩa là với anh Tăng á, là quý chị an tâm một phần như thế này. Điều kiện thì ai cũng cần, nhưng mà với anh á, là ví dụ là chị nào quan trọng là có đạo đức, mang tấm lòng yêu thương anh, một người phụ nữ của gia đình đó. Dù cho điều kiện khó khăn, anh mở rộng vòng tay yêu thương để cho nhau cơ hội, anh chị đến với nhau tìm hiểu, đúng vậy không anh à? Rồi ok. Dạ. Dạ em nhờ anh chia sẻ thêm giùm em đó, sau khi mà em đặt một câu giả thiết, sau khi ví dụ anh chị mà tìm hiểu cảm thấy hòa hợp hiểu nhau đó, anh có dự định là đón chị về phía bên chị ở, hay là anh với chị có chuẩn bị cái chỗ ở cho mình trước chưa anh? Cái đó thì không quan trọng, tại vì chỗ của mình đó thì có nhà, có đất đầy đủ, thì hai bên cái phù hợp nhau đó, thì mình gặp nhau thì hai bên bàn bạc với nhau.
ví dụ về anh thì giờ anh cũng khỏe, con anh thì lớn hết rồi, nó cũng làm kinh tế được. Dạ. Anh về bên nhà bên cô đó cũng được. Dạ. Hay là cô đó về bên anh cũng được. Nếu mà tại vì thường thường anh người đàn ông thì mình cũng phải hơi chiều phụ nữ chút. Dạ. Để cho người phụ nữ chọn chứ. Dạ, em hiểu rồi, có nghĩa là với anh Tăng á, là anh Tăng không có quan niệm là ở đâu. Cảm thấy mà cái nơi nào mà anh chị mà cái công việc để cho mang cho nhau thuận lợi và hạnh phúc đó, anh không quan niệm là ở bên phía vợ hay là ở bên phía anh. Chị ví dụ mà bên phía chị mà chưa có nhà thì anh đón về bên phía nhà anh. Còn mà bên chị có nhà mà có công việc làm thuận lợi thì anh vẫn chấp nhận ở bên phía chị. Anh đúng. Ha, nói chung là ông bà mà nói là đắc lành chim đậu đó. Đúng rồi. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Tăng vừa chia sẻ. Thông qua chương trình ngày hôm nay, anh Tăng có đôi lời gì gửi đến quý chị giúp em mời anh ạ? Ví dụ như bây giờ chỗ mình thì mất vợ chết thì cũng mình đến chỗ văn phòng chủ nghĩa kết nối yêu thương đó. Ví dụ như có cô nào đó mình thấy có lời nói của Tăng trình bày nãy giờ mà có thấy đồng cảm đó thì điện về liên hệ chương trình với chỗ Phúc với Nghĩa. Dạ em cảm ơn anh Tăng vừa chia sẻ. Dạ anh Tăng ơi, anh Tăng có thể chia sẻ thêm giùm em là sau khi em đăng tải video, ví dụ là có chị nào mà liên lạc về chương trình để tìm hiểu anh Tăng đó, thì hiện nay là anh Tăng ở Đồng Tháp, mình tìm một người bạn là đồng hương với mình hay là tỉnh thành nào cũng được, em mời anh chia sẻ giùm em. Nói chung ra là ở đâu cũng được em. Chủ yếu là dùng miền nào mà nói chuyện mình dễ nghe với cái kêu gọi là cái gì tập quán á. Dạ. Dễ hiểu với dạ. nhau thì mình sống nó có hạnh phúc nhau được rồi. Dạ. Chứ mình cũng không có ngại là xa dạ. hay là gần. Ngày hôm nay anh Tăng đến với chương trình kết nối yêu thương bên anh em thấy là anh Tăng khi mà trên ô tô bước xuống đó, anh Tăng có chuẩn bị một cái giỏ hoa hồng. Nói chung là hoa hồng thì cô chú anh chị rất là ai cũng thích đó. Tại vì hoa hồng mang tấm lòng yêu thương để chuẩn bị tặng cho những chị nào mà khi mà mang tấm lòng yêu thương anh. Thì giờ là anh Tăng cũng chuẩn bị sẵn rồi nè. Thì em hy vọng là sau khi em đăng video có chị nào mà liên lạc về chương trình thì đó hoa hồng này có lẽ là anh Tăng cũng chuẩn bị trước để tặng gửi tặng đến cái người thương của mình sắp đến đây phải không ạ? Đúng, tại vì mình là đàn ông mà. Dạ. Mình phải ga lăng chút xíu. Dạ. Tại vì thờ hồi trước thì sao không biết. Thờ này nếu mà đàn ông thì phải ga lăng chút xíu. Dạ. Để cho mấy em đồ này kia nó sau này theo cái hoa hồng này để cho càng ngày trên môi càng có nụ cười rạng rỡ anh ha. Trên môi. Dạ. Anh Tăng mua hoa này là mình mua ở Đồng Tháp lên hay là mua ở thành phố trên không, anh? Tại vì anh đặt ở cũng ở gần ở đây thôi. Dạ. Gần chỗ văn phòng của hai em. Thì mình đặt ở trên thành phố này luôn. À. Ủa sao dưới quê lên mới lên tới mà biết trên chỗ này đặt hoa hồng hay vậy? Thì hiện nay công nghệ 4.0. Vậy là anh đặt trên mạng luôn. Dạ. Nghĩa đón thử anh đó hoa hồng này khoảng bao nhiêu hoa Nghĩa? Em cũng không biết. Em nghĩ là cái này chắc cũng phải là hơn 90 hoa không anh? Không, cái này anh thì năm nay anh khoảng anh 58 tuổi. Thì anh chọn đó hoa hồng này cỡ khoảng 60-58. Khoảng 58 hoa anh? Ủa 58 hoa sao em thấy nhiều dữ vậy ta? Quá trời nhiều luôn hả? Hôm nay tôi lên anh lên chương trình đó là chỗ Phúc với Nghĩa. Thì có cô nào đó cỡ tuổi cỡ như anh rồi kia gì có thích anh đó thì gọi về chương trình Phúc với Nghĩa rồi kết nối yêu thương thì nếu mình cảm thấy được thì tôi sẽ mời về đến tại tư gia gia đình tôi thị trấn Tràm Chim Tâm Nông Đồng Tháp để mình tìm hiểu đi vào sâu hơn vào cái thực tế hơn để còn lại xây dựng cái tổ ấm phản đời còn lại. Dạ. Dạ thời lượng video đến đây anh Tăng có chia sẻ thêm để em xin phép anh Tăng em khép lại chương trình ạ. Rồi với nãy giờ chỗ trình bày cũng đủ rồi đó Phúc với Nghĩa. Dạ, một lần nữa em Phúc em Nghĩa tạm khép lại chương trình, xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ xuất về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót
Cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment đóng góp ý kiến, anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết nối yêu thương tìm người thân thất lạc tìm việc làm, vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình hoặc đến văn phòng Kết nối yêu thương, quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hoặc văn phòng Kết nối yêu thương tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào.